Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em bầy chó Phú Quốc con 28 ngày nhá, 28 ngày tuổi. Bầy hậu duệ cu Tèo nha các bạn. Đây là bầy hậu duệ cuối cùng của cu Tèo sau khi mà cu Tèo đã được bán rồi nha. Có em đực nè, đực mắt rất là đẹp nè. Quay sát lại cho. Mắt rất đẹp nè. Lưỡi đen nè. Lưỡi đen nhá. Đây lưỡi đen nè. Bao anh em lưỡi đen luôn. Mới 28 ngày thôi nha các bạn. Xoáy kiếm dài nè. Xoáy kiếm dài. Đấy, xoáy kiếm dài, mắt rất là đẹp nhá. Mắt giống cu Tèo luôn nha. Mắt giống cu Tèo luôn. Anh em xem nhá. Bầy này mình quay lên giới thiệu cho anh em thôi. Chắc khoảng chừng 10 ngày nữa mình mới dám nhận cọc nha, để tai nó lên ngon lành đã nha anh em. Đây vện này, vện đều rất là đẹp này. Đó. Mặt mũi rất là ok luôn. Lưỡi đốm phía trong nha. Ở đây đây có em đực vàng lưỡi đen này, đực vàng lưỡi đen rất là cái lưỡi đen này, cái vàng nhưng mà xoáy ngắn này. Xoáy ngắn đây là có khách đặt rồi nha các bạn. Mắt rất là đẹp này. Hậu duệ cu Tèo mắt rất là đẹp nha. Đấy, lưỡi đen này. Anh em thấy lưỡi đen này. Đấy, cái này là có khách đặt rồi nha anh em. Cái này. Ở đây trong bầy này chỉ có hai con cái thôi nha các bạn. Cái lưỡi đốm này. Cái lưỡi đốm này, đốm phía trong nha. Hậu duệ cu Tèo nha các bạn. Vện kem đực này. Vện kem đực này, xoáy kiếm dài này. Xoay kiếm dài này, vện kem đực xoay kiếm dài nha các bạn. Mắt rất là đẹp luôn. Mắt rất đẹp, mõm thắt nha. Lưỡi đốm thôi nha. Lưỡi đốm này. Đấy. Vện đực kem nha anh em nha. 10 ngày nữa, hẹn 10 ngày nữa tay lên rồi sẽ có một cái clip cho anh em xem nha. Lúc đó anh em tha hồ lựa nha. Đực lưỡi đen đây. Được vện lưỡi đen nhá. Vện lửa lưỡi đen nha anh em. Chưa chích ngừa cho nên là mình chưa dám nhận cọc đâu. Em này là nhỏ nhất đàn này, vện kem này, bé này. Được luôn. Lưỡi đốm này, đây, lưỡi đốm này, anh em nhìn nhá, lưỡi đốm này. Đó. Lưỡi đốm nhưng mà khả năng là đen rất là nhiều luôn. Được nha. Rất là ok. Hậu duệ cu Tèo nha. Sinh vào hôm nay mới được 28 ngày thôi, sinh vào đầu tháng. Sẽ gần Tết là sẽ xuất hết nha. Để xem. Đây cho anh em xem này. Gần Tết là sẽ xuất nha. Đây. Bầy này có hai con cái nha, một con cái vàng lưỡi đen nhưng mà khách đã cọc bắt con đó rồi. Từ khi mà mới mở mắt là khách đã cọc rồi nha anh em. Đây anh em xem nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Vẹn lửa này. Vẹn lửa rất đẹp luôn. Em này đực nhá. Đực này, đấy. Mắt rất đẹp. Đấy, các bạn xem cặp mắt này. Mình quay sát cho các bạn xem luôn này. Đấy, cặp mắt rất là đẹp nha. Đấy. Em đực đầu đàn đây. Đực đầu đàn đây. Cặp mắt rất là ok luôn này. Đó, lưỡi đen nha. Mắt giống bố cực kỳ luôn. Đó. Giống bố cực kỳ luôn nha. Hầu dề cu Tèo nha. Cu Tèo đã về chủ mới rồi. Cho nên là bây giờ bầy này là bầy cuối cùng nha. Sau này thì mình chưa biết. Nhưng mà bây giờ là hiện tại giờ cu Tèo không còn ở nhà mình nữa. Mình đã bán rồi. Và chỉ còn lại là được vện cu đen thôi. Đó. Hiện tại bây giờ là cái màu nó hơi tối. Nhưng mà khoảng chừng một tháng nữa thôi là màu lên rất đẹp luôn. Cam kết với anh em luôn. Đấy. Chưa chích ngừa cho nên là mình chưa dám nhận cọc nhé.
vện này, vện rất đẹp, tuyệt vời luôn, đực nhá anh em nhá, cặp mắt thần sầu luôn, mắt đúng mắt chuẩn hầu duệ cu tèo nhá, mắt chuẩn hầu duệ cu tèo này, mắt xếch mà mắt màu vàng đồng nhá, con nào như con đấy, cu tèo đúc con tuyệt vời luôn. Đấy. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip nhá. Hẹn anh em 10 ngày nữa. 10 ngày nữa mình sẽ lên một clip mà tai của các cháu nó đã vảnh lên rồi ấy. Thì lúc đó mình sẽ cho anh em nào thích thì cọc cho mình sẽ chuyển trước Tết cho anh em nhé. Giá cả cũng phải chăng thôi. Hợp lý cho anh em chơi nha. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.